Ráng ráng. Hàng về Sonat về tiếp nữa, 5 thùng, còn 5 thùng nữa thì chưa chở được, mai đi chở tiếp. Có giới thiệu sơ với các bạn đó là cái chai đánh bóng để cái xe của mình nó bị xước lông mèo á, hoặc là nó có những cái đường xước mà nó hơi sâu thì mình sử dụng cái chai này để mình đánh. Và đồng thời thì mình sử dụng cái khăn mà 3M á, cái khăn 3M mà mình đang quảng cáo, à đây mình để mình sử dụng cái khăn 3M này để đánh. À, cái miếng mod của Sonat nó bán là khoảng 250 một miếng, dùng chuyên để đánh vết xước của xe đó. Thì cái miếng mod đó nó hơi khá là mắc luôn. Cho nên là ví dụ như mình đánh thì mình sử dụng khăn 3M mình đánh cũng rất ok. Giá cũng phải chăng nữa. Giặt xài đi xài lại được, mình nên giặt tay. Thì cái sản phẩm đánh này nó khá là tốt. Đây các bạn có thể là nhìn, mình cho bạn nhìn kỹ cái cách mà sử dụng của nó có ghi cách sử dụng đây. Đó, thì cái chai Sonat này là cái chai đánh bóng vết xước. Giá của cái chai đánh bóng này là 230.000. Thì sau cái đoạn clip này của mình thì mình có quay cái chỗ đại lý mà bán cái những cái sản phẩm Sonat á. Thì bạn nào mà cần mà mua những món gì thì liên hệ inbox cho mình. Thì thì những cái sản phẩm mà đánh bóng vết xước hoặc là chăm sóc xe của Sonat á, thì ngoài cái Sonat, nước Sonat rửa xe đó, thì những cái sản phẩm này á, cái giá niêm yết của nó là bao nhiêu thì các bạn cần á, mình sẽ lấy và bán. À, đúng với cái giá mà của nhà niêm yết người ta bán lẻ cho các bạn luôn, thì không ăn lời 1.000 luôn. Thì người ta niêm yết sao mình sẽ bán lại vậy. Như ví dụ như cái chai Sonat mà đánh bóng này, mình sẽ nói 230, mình sẽ bán 230. Lý do tại sao mình không có phải là mình dư xăng mình đi mình lấy giùm. Đó, khi mà mình đi lấy hàng như vậy thì mình sẽ kết hợp theo cái đơn hàng mình lấy, thì mình lấy giùm cho các bạn rồi mình vận chuyển ra bưu điện gần nhất á, thì mình đóng gói đóng hộp lại tại đó và mình sẽ gửi cho các bạn. Cái tiền ship thì các bạn phải chịu, còn mình mua giùm cho các bạn những cái sản phẩm như đánh bóng này. Còn mấy cái Sonat mình bán á, thì mình lời một chai thì cũng khoảng 5-10 ngàn một chai thôi, chứ không bao nhiêu. Chủ yếu là làm bán cho vui, với lại giúp cho các bạn mà ở xa, hoặc là các bạn mà muốn sử dụng cái xe mình có cái loại nước rửa xe tốt thì mình mua Sonat mình sử dụng. Chứ mình sử dụng những cái đơn thuần như xà bông rửa chén hay là đi ra ngoài rửa đó, thì người ta sử dụng những cái xà bông nó không có được tốt, nó làm cho cái xe mình nó bị móc trắng cũng như là nó trầy xước. Thì những cái dẻ mà rửa xe của ở ngoài thì các bạn thấy là nó rất là dơ, thì người ta rửa đất cát rồi người ta chà lên cái mũ màu của mình thì nó bị xước. Thì từ đó thì mình mới sử dụng cái dung dịch mà đánh bóng nha, cái nhựa cũng như là nó xóa cái vết xước. Thì công dụng nó như thế nào thì chưa sử dụng cho nên là không có dám bán. Thì bạn nào mà cần mua giùm mà sử dụng á, thì xài xong rồi có thể là review lại cho mình biết là nó có tốt hay không. Còn thật sự là mình lấy giùm một người bạn mà mua chai Sonat rồi bạn kêu là có bán cái chai này không, thì mình lấy giùm bạn đó hình ở An Giang, thì khá xa thành phố cho nên là không có mua được sản phẩm như vậy. Cho nên là mình tiện thể mình mua giùm luôn, không có lời 1.000 nào hết á, cứ sách về mình bán cho bạn thôi. Thì các bạn biết là thùng hàng 5 thùng như vậy thì nó cũng khá là lớn luôn, thì mình đi xe Honda để mình chở về. Cũng như là những cái sản phẩm như các bạn nhìn thấy là cái mấy miếng dán 3M đây, như là cái khăn 3M này chẳng hạn, thì nó khá là nhỏ cho nên là một lần mà về thì mình đem ba lô mình đựng gần cả 100 cái, hoặc là bao tay đồ ví dụ vậy, thì nó khá là
nó nhỏ gọn thì mình vận chuyển nó ok. Còn những cái hàng mà nặng, hàng lớn, hàng nước như vậy á thì tất nhiên mình đi lấy mình bán thì không phải là mình người ta bán 140 và mình bán 140 thì mình lấy gì mình ăn. Thì ví dụ như là tiền xăng mình không có mình đổ rồi sao mình đi lấy giùm được, chưa tính tới tiền keo rồi bao bì rồi này kia. Thì mỗi một chai thì lời từ 10 tới 5.000 thôi, nó đâu có bao nhiêu đâu các bạn. Thì so với những cái chỗ khác, ví dụ như người ta có những người ta lấy cái giá của bạn là ví dụ như 140 thì mình lấy 145 thì chuyện đó hơn nhau có 5-10 ngàn, nó không có bao nhiêu hết, chỉ là một ly nước mía thôi. Nhưng mà mình nhờ bán được số nhiều thì mình có thu nhập, thì ví dụ như là mình đổ xăng hay là mua một vài chai nhớt đồ ví dụ vậy, hoặc là có thêm mình có tiền ăn sáng cà phê đồ thôi, chứ thực tế không có lời được bao nhiêu hết. Còn mấy cái chai sản phẩm này mình không có sử dụng á, tại vì xe mình dán keo cho nên là mình không có sử dụng, không test được thì không có dám quảng cáo nhiều. Nhưng mà bạn nào mua thì xài rồi thì review, nếu tốt thì giới thiệu cho các bạn khác mua luôn. Thì mình lấy giá đúng giá gốc luôn đó là 230. Cái clip ở phía sau này đó, nó mình quay tại đại lý luôn cho các bạn coi đó. Thì kỳ sau mình đi lấy hàng nữa mình sẽ quay từng cái sản phẩm và từng giá luôn cho các bạn dễ nhìn. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.